Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân, mùa của đoàn viên, mùa của niềm vui và hạnh phúc. Chắc chắn rằng giờ đây tất cả mọi người trong chúng ta đều đang cảm nhận được hơi ấm đó của một mùa xuân mới đang hiện diện khắp nơi. Đây là thời điểm mà con người thường dành tặng nhau tình cảm yêu thương ấm áp, gạt bỏ sau lưng những khó khăn vất vả đời thường. Mở đầu chương trình Nỗi Nhịp Nghĩa Tình đầu tiên trong năm mới Giáp Ngọ này xin được gửi đến quý vị khán giả những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho niềm vui, niềm hạnh phúc luôn hiện diện trong mỗi người trong chúng ta. Và trong không khí hân hoan những ngày đầu xuân mới, chúng tôi muốn được cùng quý vị và các bạn chia sẻ niềm vui với gia đình anh Nguyễn Văn Trung và chị Hà Thị Bé tại phường Hương Sơ, thành phố Huế. Họ đã cảm nhận được hơi ấm mùa xuân khi đón nhận sự đồng cảm sẻ chia của mọi người. Xin mời chị Thanh Nhi hiện đang có mặt tại hiện trường cùng rất đông các nhà hảo tâm sẽ trực tiếp trao tặng món quà đầu xuân để ý nghĩa này. Chào chị ạ, ngày hôm nay rất vui được quay trở lại thăm gia đình chị. Không biết thì hiện giờ sức khỏe của anh Trung như thế nào ạ? Dạ, thì sức khỏe thì còn đau ổn, đau ổn hôm nay rồi đó. Rồi đau ổn, cái cứ ốm đau, đau kiểu lá cả ngày. Dạ, chương trình ngày hôm nay trở lại thăm gia đình mình thì mang theo rất nhiều niềm vui. Đến cho gia đình là mong, mọi người mong muốn là gia đình mình sẽ có một cái Tết ấm cúng hơn, mặc dù là vẫn còn đó rất nhiều bệnh tật và khó khăn trước mắt, đúng không ạ? Yeah. Trước hết đó là món quà 1 triệu đồng của công ty trách nhiệm hàng bia Huế gửi cho gia đình anh chị. Còn đây là món quà 1 triệu đồng của nhà máy Cảm Tôn Chính Quý. Còn đây là món quà 1 triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế. Quỹ vì người nghèo của công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế cũng có món quà là 1 triệu đồng gửi tặng cho gia đình mình. Ngày hôm nay còn có rất là nhiều niềm vui và những người, những khán giả, những nhà hảo tâm luôn đồng hành với chương trình cùng có mặt trong chuyến đi ngày hôm nay để thăm gia đình chị. Xin mời chị Bùi Thị Phương đại diện cho Hội Nỗi Nhịp Nghĩa Tình nên trao món quà cho gia đình của chị Bé. Chị là đại diện cho Hội Nỗi Nhịp Nghĩa Tình, kể cả những người có mặt cũng như không có mặt, xin trao cho em một món quà, mong rằng với số tiền này là em sẽ chữa bệnh trong em được bệnh hơn và có một cái Tết được ấm cúng hơn. Còn đây là 25kg gạo của bác Hoàng Công Quang ở làng Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy gửi tặng cho gia đình anh chị. Mong là gia đình anh chị sẽ đón những cái không khí, những cái có những ngày vui trong cái Tết ấm áp cùng với gia đình và cả con ha. Trước rất nhiều niềm vui mà chị đón những ngày hôm nay thì lúc này đây chị có điều gì muốn chia sẻ cùng chương trình không ạ? Để ngoại dương và chơi thì có xin cảm ơn, xin cảm ơn các gia hảo tâm và từ cổ tới vợ chồng em. Bầu ơi thương lệ bị cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Câu ca dao quen thuộc mà có lẽ ai ai trong chúng ta đều đã thuộc nằm lòng từ những ngày đầu tiên được cấp sách đến trường. Và truyền thống quý báu đó vẫn luôn được vẹn nguyên giá trị dù ở thời điểm nào, hoàn cảnh nào. Đó cũng chính là quan điểm sống trong suy nghĩ của những con người vẫn ngày ngày miệt mài với chương trình Nghĩa Tình qua công việc thiện nguyện của mình. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã có lần chia sẻ, năm Giáp Ngọ này sẽ là mùa xuân thứ 6, chương trình Nỗi Nhịp Nghĩa Tình lại bắt đầu thực hiện những chuyến hành trình mới. Chương trình sẽ tiếp tục đi đến những nơi mà ở đó vẫn còn có những gia cảnh nghèo khó, những số phận không may mắn đang rất cần vòng tay yêu thương, nhường cơm sẻ áo của mọi người. Ngày đầu xuân, mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đến thăm một gia cảnh éo le của mẹ con chị Phan Thị Kim ở thôn Đông An, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây là phía trước của ngôi chợ Trùi thuộc thôn Đông An, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Trong cái khung cảnh mua bán sôi động của ngôi chợ này, có một mảnh đời vẫn đang lặng lẽ chịu đựng những khổ cực trong cuộc đời nghèo và bệnh tật. Số phận trở trêu đã không ưu ái cho chị Phan Thị Kim có được cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác. Chỉ với một chiếc giường được kê ngay cuối góc chợ, ba mẹ con chị Kim đang phải lay lắc sống tạm qua từng ngày.
mong chờ vào sự cưu mang giúp đỡ của những người dân trong chợ, và trong chỉ biết trông chờ vào cái phần số may rủi của cuộc đời mình. Mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện tuần này. Hơi ấm của những ngày xuân mới thổi vào lòng người biết bao hân hoan và tin yêu cuộc sống. Vậy mà dường như chị Kim vẫn không hề cảm nhận được hơi ấm mùa xuân đang ngập tràn muôn nơi. Bởi cuộc sống của ba mẹ con chị Kim nơi góc nhỏ ở cuối khu chợ Trùi, Lộc Điền đang chơi vơi giữa một khoảng không vô định, không niềm tin, không hy vọng và cũng không biết đến ngày mai. Cuộc đời chị Phan Thị Kim đã rơi vào một tầng bi kịch đầy đau thương và nước mắt kể từ lúc chị mắc phải chứng bệnh thần kinh năm 15 tuổi, lứa tuổi xuân thì của đời con gái. Những cơn đau đầu liên miên đã biến chị Kim trở nên điên dại, vô tri vô thức. Những người dân buôn bán lâu năm ở khu vực chợ Trùi, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc này đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô gái xinh đẹp, không một mảnh vải che thân, chạy khắp nơi trong chợ. Hơn 30 năm bị bệnh tật hành hạ, cũng là khoảng thời gian chị Kim phải gánh chịu những oan nghiệt của số phận. Lần lượt bốn đứa con không cha ra đời. Rồi chị biết trông chờ vào bàn tay của bà ngoại cưu mang chăm sóc. Bà Mai Thị Bồng, năm nay 77 tuổi, với nghề buôn bán rau hành ở chợ, cũng chỉ biết nuốt nước mắt để nuôi nấng các cháu. Nhưng cuộc đời ngang trái vẫn không buông tha cho chị Kim. Khi bệnh tình của chị Kim đã bắt đầu thuyên giảm, thì cũng là lúc hai đứa con đầu của chị đã bị cha chúng bắt đi biệt tâm. Và người anh trai tâm thần của chị cũng đuổi ba mẹ con chị ra khỏi nhà. Hơn năm nay, ba mẹ con chị Kim đã phải sống vất vưởng nơi xó chợ với chị một chiếc giường cũ nát, cái tàn như thế này. Với vài ba đồng bạc lẻ kiếm được từ gánh hàng rau hành kê tạm ngay giữa chợ, chị Kim cũng chỉ mong kiếm được miếng ăn cho ba mẹ con sống qua ngày. Chào chị ạ, đây là quầy bạn của mình đúng không ạ? Dạ, đúng. Cái quầy này chị Kim đã bán được mấy tháng rồi? Chị bán mấy năm rồi. Năm rồi mà là lúc nào cũng ngồi ở vị trí này? Mà ngồi đấy hết. Dạ. Là họ cho mình ngồi là mình ngồi. Mà chợ đó hẳn đông ẩm để chết là hẳn đấy ngồi thì ngồi. Chứ ai mua năm đông ba trừ thì bạn. Mà ai mua thì thôi. Dạ. Dạ. Những cái thứ này mình lấy đâu để bán chị? Dạ, họ bán giờ chờ và mình lấy tới quê Huế, họ về họ bán đó và mình lại mình bán xong rồi chiều mình đưa tiền cho người ta. Mà bạn cũng được thì ngày mai đưa. Yeah. Em thấy chị bạn cũng rất là nhiều món. Về mỗi món này, tất cả cái quầy hàng này thì tiền vốn bao nhiêu, lời ngày bao nhiêu chị? Nhà mua thì 200-300, từ khi bạn ngày 20-30 mà có đứng mua. Mà lời thì chục mà khí thì đem bạn được mà mặc nợ của người ta. Tiền ăn uống hàng ngày cũng phụ thuộc vào cái việc bán này. Bạn kiếm đông bố thì ăn đông nảy, mà ngày muốn có thì ai cho này quỷ ơi. Ngọc ơi, tới ở nợ, ở chó thế, để mà ăn thế. Chứ không thì ngày đi mà bạn ấy tiền bố mà mua mà ăn đây. Thế này chị bạn ở đây là buổi sáng thôi đúng không? Buổi chiều thì mình phải đi làm thuê. Làm lần làm đồ thuê kiếm tiền để mình ai về giặt đi làm này. Có khi nào đang bạn trong lúc bạn mà mình lại bị lên cơn đau đầu hay là giật co giật thì như thế nào? Ai giúp đỡ? Lên cơn là đau đầu là về mẹ vô trong tầm sản mà lại thuộc phá mũ. Mà họ đưa vô khi họ đưa một liệp, họ đưa hai ba liệp để ngủ hàng ngày cho lâu. Chứ không có vô khi đầy vốn thì... Những lúc đó thì chị có con nhớ gì không? Không. Chị cũng dở chứ hết. Chị tì uống thuốc á, là chị tỉnh, là chị nợ, là chị dở. Con chị ngủ là chị quên. Chị hết con cả chị đặt.
Như vậy thì hàng ngày thì đều phải uống thuốc đúng không ạ? Uống là đúng, điều đúng giấc con mà uống mà sai hướng là dạ từ buổi sáng uống buổi chiều uống buổi trưa uống mà không uống là lồng bay rồi, là chạy tâm bay rồi. Là lên cơn liền ạ? Lên đập con, bằng ai đập nữa. Mà khi hết rồi hạ cơn là hạ điện. Mà thương những lúc đó thì trong người chị cảm thấy như thế nào? Thấy xoay lắm biết chứ hết. Là đấy. Quỷ ơi, Ngọc ơi, đưa thuốc cho mà uống mà ngủ chết rồi. Năm đứa, ngủ vô chỉ là năm người. Ngủ tỉnh 2, 6, 7 tiếng đồng hồ 6 là cũng là gì bạn? Mắng gì cho nó mệt, hả tiêu tiêu gì vậy? Căn nhà thờ họ ngay sát chợ, nơi ở tạm trước đây của mẹ mẹ con bà Bồng. Giờ chỉ còn một mình người con trai tâm thần. Mấy tháng nay, bà Bồng cũng đành phải dọn sang chợ ở với chị Kim và hai cháu, bởi không thể chịu đựng nổi tính khí bất thường của người con trai tâm thần. Chiếc giường nhỏ không đủ chỗ cho bốn người nằm. Mỗi buổi tối, bà Bồng lại phải trải thêm tấm bạt nơi nền chợ ẩm thấp để nhường chỗ cho ba mẹ con chị Kim. Cuộc đời nghèo gắn với mở rau hành, bà Bồng cũng bất lực. Chỉ biết nhìn con, nhìn cháu, chịu cảnh khổ cùng trong nỗi niềm thương xót. Vậy thì việc ăn uống, sinh hoạt của mẹ và chị và hai cháu đều diễn ra trong cái khu vực này. Ăn lúc mà chưa ăn đây, khi tới ở đâu gặp người ăn đâu nữa, mà chưa chờ đâu uống của đó thì về tới để ăn. Không có cái tiền trang trải hàng ngày thì ăn uống như thế nào ạ? Thì bạn với bạn kiếm ngày 15-20 thì tôi bạn rau ăn đâu nào kiếm chục. Đắp đều thì được 20 mẹ được chục. Vẫn mà đâu đi hàng kiếm này. Không thuê nên gần đâu được 30 ăn đủ. Thôi đó đi. Đâu ẩm thuộc mấy ăn rồi. Hiện giờ là ở như thế này, sau chờ như thế này, mưa thì tạt đúng không ạ? Này, lúc này mưa quá, đi tìm chỗ mà ra họ ở thế tặng 50-30 cũng không lên quẹt mà dưỡng được lên hai tay lên đi mà ứng ở mà những cái có ngủ ra nữa rồi năm người cũng một phòng hàng xóm á ra một phòng qua là ở ngoài nữa đô đoan để đấy nói chứ đụng thì chờ mình rau ngon đi bán ở lưng bán ngay hàng dương đi muốn thuê thì tình đó. Cuộc sống cũng rất là khó khăn, kiếm tiền thu nhập cũng rất khó khăn rồi. Chị Kim lại bệnh tật như vậy, tiền phụ thang, con trai lại cũng bệnh tật. Nhưng mà mẹ thì là cũng lớn tuổi rồi, mẹ có thể cảm thấy lo cho những ngày sắp tới không? Mẹ có tỉnh được những gì để cho con cháu học không? Cháu quý là học rất là giỏi lắm á. Khi nào nghe ông tụng chứ hết con là ai thù hẳn, chú khó mà học ấy. Sau này mà mới được bà mi cũng có nghề nghiệp, mi kiểu mi muốn thuê ăn ai đúng không, ai thuê mà. Rồi là sau năm cháu học, học hồi chú tiên của nó, cháu không lắm. Cái khôn là mới dán đồ mà hẳn học mà được thay, được cố đưa chứ lên gia thổ, rồi con là học ấy. Hai đứa con còn lại của chị Kim, Phan Văn Quý năm nay 13 tuổi và Phan Thị Ngọc 6 tuổi, vẫn đang lớn lên từng ngày. Nhưng cuộc sống đang vùi các em trong cảnh nghèo và thất học. 6 năm liền là học sinh khá giỏi, nhưng giờ đây Quý phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Cuộc sống của hai em cũng bữa đói, bữa no, theo những đồng tiền chị Kim kiếm được từ vài ba mớ rau cà. Tranh thủ những khi cảm thấy khỏe mạnh, chị Kim làm thêm công việc lau chùi, bưng bê, gánh thuê cho các tiểu thương trong chợ để kiếm thêm ít tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Nhiều lúc thấy mua hàng không mình thấy có nghiệp. Rồi ví dụ như làm ra ăn thì giờ chợ nó họ giúp. Đau ổn thì còn đi quyên tiền rồi họ cho. Cho đi lên bác sĩ bằng thuốc về uống. Uống xong thì bớt, nhưng mà hết tiền rồi còn bị lái. Nhưng khi thầy thà ăn uống, bảo cả ngày có ăn uống chín mới nữa. Thằng chị biết làm,
nuôi con rồi con ăn thì ngon rồi nhìn uống nước sôi lạnh rồi là ăn ba miếng rau rồi đó mình thấy tôi nhưng mà tôi thì cái hoàn cảnh của mình chưa chứ không đó giờ trời nếu ai giúp được cho thì tốt mà không thôi chị có hay giúp đỡ của chị cho chị Kim không thì nhiều lúc chui băng chui đồ rí thì năm ba ngàn thì mình cũng đưa cho 10 ngàn hoặc là bạn rồi thì mình mua giúp nhà hàng mua rau mua đồ cho thì ăn uống rồi thì để cho nuôi con cả tôi mỗi lần mà đau lần phá vậy là ai thằng gáy hết thằng đau là họ phải xiên lại nó cái góc trời nữa mà khi mong tỉnh thì mở cho đi ăn uống thì hắn ăn rồi khi đau lên hắn ăn nhiều khi nhìn cả tuần lần thầy tôi con mỗi khi năm thì thảm ra cho mua một bạn đi làm thuê cho họ chị cực khổ để đó đôi khi mua 2-3 ngàn để đưa cho 5 ngàn khỏi đừng thổi ai mua rồi đừng mua cho cả tôi chồng nuôi con hẳn chồng khỏi nổi tiếng hắn có tiền thì điếng cực khổ ngồi đau quỷ đến nó ba con ở đây thì có giúp đỡ gì không mà chính quyền địa phương này có thể thường xuyên quan tâm qua lại chứ lâu lâu là họ về họ cho gạo họ cho chờ ai thì hẳn có hộ nghèo đó họ cho hẳn gạo lâu lâu năm cho 2-3 lần rồi chứ mấy họ đi gãy trưa thì thạc cho Phật tử trong ai nghèo đâu rồi thế cháu hẳn người 20 rồi thôi nhưng rồi mới con ăn mà nó và đợi muốn một nó ăn cả đời. Cuộc sống và sinh mạng của chị Kim giờ đây phụ thuộc cả vào những viên thuốc điều trị thần kinh. Cơn điên loạn sẽ đến với chị Kim bất cứ lúc nào nếu chị không uống thuốc đúng giờ đúng giấc. Cơ thể ốm yếu của chị Kim ngày càng khô khốc vì thuốc men, khô khốc cũng bởi vì nhìn bùng vì nghèo. Có được miếng cá, miếng thịt, chị đều dành cả cho 2 con. Dẫu cả con ra đời trong hoàn cảnh éo le của đời mẹ, nhưng tình mẫu tử mà chị Kim dành cho cả con là bất tận. Đó chính là niềm hạnh phúc nhất mà chị Kim tìm thấy trong cuộc đời nghèo khổ của mình. Nhưng đó cũng chính là niềm đau chôn giấu trong lòng người mẹ khi chứng kiến cả con lem luốc, chịu nhiều thua thiệt trong cảnh nghèo. Liệu rồi mai này Quý và Ngọc có bước tiếp vào con đường đời nghèo khổ của mẹ? Đó là điều mà chị Kim lo sợ nhất trong những chuỗi ngày tháng chìm nếm trại cảnh nghèo của phần số đời mình. Thưa quý vị và các bạn, để mùa xuân cùng đến với tất cả mọi người được trọn vẹn và hạnh phúc, chị Cầu Nối Nghĩa Tình luôn mong sẽ tiếp tục đón nhận những tình cảm của những tấm lòng đến với những mảnh đời. Xin được gửi lời cảm ơn trân trọng và lời chúc tốt đẹp đến các đơn vị doanh nghiệp là Công ty Bia Huế, Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước Một Thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, Nhà máy Cảng Tôn Chính Quý và các nhà từ thiện, những người đã liên tục đồng hành với chương trình trong suốt 5 năm qua, những người đã cùng với chúng tôi mang hơi ấm tình thương đến với mọi người. Mọi chi tiết xin quý vị và các bạn liên lạc với Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, số 58 Hùng Vương, điện thoại số 628-1353, fax 054-846-544, email noinhiepnghiatinh@trt.vn. Chương trình tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và